Molly Phan thay mặt đội ngũ ban biên tập The Second Post. Kính chào quý vị đang quay trở lại với bản tin Thế giới 24 giờ cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine và những chuyển động quốc tế đáng chú ý. Bản tin ngày hôm nay ngày 30 tháng 3 năm 2024 sẽ có những nội dung sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mở đầu bản tin với một chiến công của lực lượng vũ trang Ukraine. Không quân Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào vị trí của người điều khiển máy bay không người lái của Nga và căn cứ nơi ở của nhân viên tại tả ngạn vùng Kherson. Một máy bay của lực lượng không quân Ukraine đã được sử dụng để thả bom dẫn đường có độ chính xác cao trong cuộc tấn công này. Đoạn video ghi lại việc phá hủy các vị trí của đối thủ đã được quân đội Ukraine Robert Brody đăng tải với khẩu hiệu Madja cơ sở chỉ huy uav của nga và căn cứ triển khai nhân sự ở làng kozachi lahari đã bị phát hiện bởi quân đội ukraine video từ máy bay không người lái ghi lại các hoạt động di chuyển của người nga và việc vận chuyển thực phẩm cho thấy những kẻ xâm lược tiếp tục sử dụng các cơ sở này quân xâm lược nga đã sử dụng một ngôi nhà lớn có tầng hầm để đáp ứng nhu cầu riêng của họ trong việc chống lại quân phòng thủ ukraine để tiêu diệt lực lượng và cơ sở chỉ huy của quân xâm lược, quân phòng thủ Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái FPV và máy bay không người lái hạng nặng chở đầy đạn dược. Dưới tác động của các vụ nổ và hóa hoạn, sàn và mái của tòa nhà đã bị hư hại đáng kể, nhưng tầng hầm vẫn nguyên vẹn, cho phép người Nga sử dụng nó trong tương lai. Để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của quân xâm lược và cơ sở chỉ huy, quân đội Ukraine đã quyết định sử dụng bom dẫn đường đó có thể là JDAM của Mỹ hoặc AASM-250 Hammer của Pháp, được thả xuống kẻ thù từ máy bay của lực lượng không quân Ukraine. Cuộc công kích đã phá hủy hoàn toàn ngôi nhà và có khả năng tầng hầm mà quân xâm lược Nga sử dụng cũng đã bị sập. Gần đây, tại khu vực Kherson, quân đội Ukraine đã tấn công vị trí của những người điều khiển máy bay không người lái của Nga có thể sử dụng bom GLSDB có độ chính xác cao với động cơ hỏa tiễn chưa dừng lại ở đó thưa quý vị. Thêm một chiến công đẹp mắt của Ukraine vừa được ghi nhận ở Zaporizhia. Theo đó, pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành hạ sát hệ thống phòng không Shela-10 của Nga tại vùng Zaporizhia, sử dụng hỏa tiễn M142 Mars của Mỹ, một vũ khí có độ chính xác cao. Thông tin này được minh chứng thông qua đoạn video của Lữ đoàn Cơ giới 65, trong đó các binh sĩ hướng dẫn pháo binh của lực lượng phòng vệ Ukraine tới mục tiêu. Các nhà phân tích Osin đã xác định vị trí của hệ thống phòng không địch được đặt trong lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng. Sau khi phát hiện, hệ thống phòng không của Nga đã bị máy bay không người lái trinh sát của Ukraine phát hiện mặc dù không được ngụy trang. Người điều khiển máy bay không người lái Ukraine đã truyền thông tin về vị trí của SAM của Nga tới một trong các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine. Thiệt hại mà hệ thống phòng không của Nga gặp phải dựa trên vụ nổ gần bệ phóng là do hỏa tiễn GMLRS của m hai Mars hoặc M270 MLRS gây ra. Hệ thống phòng không của Nga đã bị tấn công bằng quả bóng Von Fram từ hỏa tiễn M30A1 có độ chính xác cao của Mỹ với tổng cộng 180.000 quả. Đoạn video công bố cho thấy ít nhất một phần của hệ thống phòng không SAM 10 bị hư hại nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc phá hủy hoàn toàn. Strela 10 SAM được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm ngắn và độ cao thấp và cung cấp sự bảo vệ cho các đơn vị lực lượng mặt đất và cơ sở quân sự. Quân đội Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công thành công vào hệ thống phòng không Strela 10 của Nga. Thưa quý vị, quan chức Ukraine tuyên bố các xuồng công người lái CBB và Mamai của nước này đã tấn công 11 tàu chiến Nga và cảnh báo sẽ có thêm những cuộc tập kích trong thời gian tới hãy để người nga chờ đợi vụ nổ tiếp theo nếu nga thay đổi biện pháp phòng thủ chống lại xuồng không người lái chúng tôi sẽ đi trước họ một bước ông Vasyl maliuk giám đốc cơ quan an ninh ukraine ssu phát biểu trên truyền hình ictv của ukraine mọi thứ đều đến đúng thời điểm bạn sẽ thấy mọi thứ ông maliuk nói thêm phía nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin ông maliuk công bố Ngày 24 tháng 3, Kyiv tuyên bố đã tấn công hai tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga là Yaman và Azov, cùng trung tâm liên lạc ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea và các cơ sở hạ tầng khác. Theo nguồn tin tình báo mở và blogger quân sự của Nga, Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn hành trình Storm Shadow và Scab phóng từ trên không do phương Tây cung cấp để tấn công ngoài ra giới chức ukraine cho biết đợt tấn công đã gây ra nhiều thiệt hại lớn cho hạm đội biển đen của nga so với báo cáo ban đầu cụ thể phát ngôn viên hải quân ukraine dmitro beltenchuk thông báo trung tâm liên lạc của hạm đội biển đen cùng tàu trinh sát lớp ivan kros yuri ivanov cũng bị hư hại trong vụ việc Ông trước cho biết trong thời gian gần đây, Nga hiếm khi sử dụng hỏa tiễn Caliber vì căn cứ hải quân ở Sevastopol là nơi duy nhất hạm đội biển đen có cơ sở hạ tầng cần thiết để nạp hỏa tiễn. Trong bản tin cập nhật hàng ngày, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho hay, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen sẽ ngăn cản Nga tái triển khai tàu đến Sevastopol và phía Tây Biển Đen, từ đó ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Nga trong khu vực. Ukraine được cho đã đánh chìm hoặc gây hư hại nặng cho khoảng 1 phần 3 hạm đội Biển Đen. Theo dự báo, đến năm 2025, 1 phần 2 số tàu của hạm đội Biển Đen có thể bị tấn công. Trong số những con tàu của Nga bị Ukraine tấn công gây thiệt hại gần đây gồm tàu Sisa lớp Robucha vào tháng 2, tàu Olonegorsky Goniak vào tháng 8 năm 2023 và tàu đổ bộ Novo vào tháng 12 năm ngoái. Dù sở hữu lực lượng hải quân hạn chế, nhưng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và xuồng không người lái của Ukraine đã buộc Nga phải di dời nhiều tàu thuộc hạm đội Biển Đen khỏi Sevastopol tới thành phố cảng Novorossiysk. Ở một diễn biến khác, Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan đã yêu cầu cả máy bay của mình và máy bay đồng minh cất cánh bảo vệ không phận của nước này giữa lúc Nga tiến hành cuộc tấn công hỏa tiễn vào lãnh thổ Ukraine vào đêm 28, rạng sáng ngày 29 tháng 3. Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan tuyên bố trên X trước đây là Twitter rằng, Quân đội đã cảnh báo người dân rằng máy bay Ba Lan và đồng minh đang bay trên không phận Ba Lan, do đó có thể gây ra tiếng ồn ở khu vực phía đông nam. Tối nay, người ta quan sát thấy hoạt động mạnh mẽ của máy bay tầm xa của Liên bang Nga liên quan đến việc nước này tiến hành các cuộc tấn công hỏa tiễn lớn vào các cơ sở nằm trên lãnh thổ Ukraine. Tất cả các thủ tục cần thiết đã được bắt đầu để bảo đảm an toàn cho không phận Ba Lan, tuyên bố của Bộ Chỉ huy Tác chiến Ba Lan cho biết. Trước đó, ngày 24 tháng 3, không phận Ba Lan được cho là đã bị xâm phạm bởi một hỏa tiễn hành trình phóng từ máy bay chiến đấu tầm xa của Nga. Ba Lan cáo buộc hỏa tiễn đi vào không phận nước này gần làng Osedo, tỉnh Lublin và ở đó trong 39 giây. Liên quan đến vụ việc, Ba Lan đã thông báo ý định triệu tập đại sứ Nga và gửi thư phản đối. Ngoại trưởng Ba Lan, Radoslaw Sikorski tuyên bố rằng Ba Lan sẽ yêu cầu đại sứ Nga giải thích về vụ hỏa tiễn Nga vi phạm không phận Ba Lan. Tuy nhiên, ông Sikorski lưu ý rằng khó có khả năng Nga sẽ đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Ông Wadislaw Kosiniak Kambis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan thì tuyên bố rằng Ba Lan sẽ bắn hạ hỏa tiễn Nga nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đang hướng tới mục tiêu trên lãnh thổ Ba Lan. Trong khi đó, không quân Ukraine cùng ngày tuyên bố, Nga đã triển khai 60 UAV và 39 hỏa tiễn tấn công hạ tầng năng lượng nước này vào đêm 28 rạng sáng 29 tháng 3. Trong đêm 28 và rạng sáng 29 tháng 3, lực lượng Nga đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn bằng nhiều loại hỏa tiễn và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine. Phát ngôn viên không quân Ukraine Mykola Oleschuk thông báo hôm nay trên Telegram. Ông Oleschuk cho biết, Nga đã phóng 60 UAV dạng Sahed, 3 hỏa tiễn siêu vực âm Kizo, 4 hỏa tiễn hành trình Iskander-K, 2 hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M, 9 hỏa tiễn chiến thuật KH-59 và 21 hỏa tiễn hành trình KH-101-KH-555. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 84 mục tiêu, gồm 58 UAV, 17 hỏa tiễn Kh-101-555, 5 quả đạn Kh-59 và 4 hỏa tiễn Iskander-K, song không chặn được quả Kinzhal hay Iskander-M nào. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai nguồn thu nhập của cả gia đình trong năm 2023. Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo, gia đình ông Zelensky trong năm 2023 đã kiếm được gần 12,5 triệu hryvnia, tương đương 316.400 đô la. Khoản tiền này bao gồm cả thu nhập từ việc ông Zelensky bán trái phiếu trong nước và nhận về 7.455.972 hryvnia, khoảng 188.700 đô la. Trong khi đó, khoản thu từ tiền lương, lãi ngân hàng và thu nhập từ cho thuê bất động sản là 4.967.036 hryvnia, khoảng 125.700 đô la. Thu nhập năm 2023 của ông Zelensky tăng so với năm 2022, nhưng không có sự thay đổi nào lớn trong tài sản của Tổng thống, cũng như bất động sản và phương tiện. Theo báo cáo công khai, ông Zelensky sở hữu một căn hộ ở Kyiv với diện tích 131,9 m2, cùng với một chỗ đậu xe Ngoài ra, ông cũng đồng sở hữu một số bất động sản chung với hai anh em Boris và Shahi Shafi. Boris và Shahi Shafi từng làm biên kịch và nhà sản xuất tại Kvantan 95 Studio, một công ty sản xuất giải trí truyền hình Ukraine do ông Zelensky sáng lập trước khi bước chân vào chính trị. Shahi Shafi hiện làm trợ lý cho ông Zelensky. Ngoài ra, vợ ông Zelensky, bà Olena Zelenska cũng sở hữu một số bất động sản, theo báo cáo được công bố. Hai vợ chồng ông sở hữu một số đồng hồ đắt giá hiệu Brigade, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet. Gia đình ông Zelensky cũng sở hữu ô tô Land Rover 2016 và Mercedes-Benz S500 4 Matic 2014. Mức lương hàng năm của ông Zelensky nhận được khi làm tổng thống Ukraine là 336.000 hryvnia, khoảng 8.600 đô la vào năm 2023. Hồi tháng 1, ông Zelensky cũng công bố thu nhập hai năm trước đó. Cụ thể, năm 2021, một năm trước khi xung đột với Nga nổ ra, thu nhập của ông Zelensky và gia đình là 10,8 triệu hryvnia, xấp xỉ 300.000 đô la. Năm 2022, thu nhập của gia đình ông Zelensky giảm 3,7 triệu hryvnia do việc cho thuê bất động sản bị ảnh hưởng bởi xung đột. Ông Zelensky đã kêu gọi các quan chức công khai thu nhập, coi đó là một phần trong nỗ lực tăng cường tính minh bạch và loại bỏ tham nhũng khi Ukraine cố gắng đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt để gia nhập Liên minh châu EU. Tạm rời xa chiến trường Đông Âu để đến với những diễn biến nóng hổi ở chiến trường Trung Đông. Quân đội Israel nói đã hạ Ali Nem, phó chỉ huy đơn vị rocket của Hezbollah trong đoạn không kích vào miền nam Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm nay huy động máy bay tấn công vùng Al-Bazuria của Liban và hạ Ali Ab al hassan Naim, phó chỉ huy đơn vị hỏa tiễn và rocket của Hezbollah, Bộ Quốc phòng Israel thông báo ngày 29 tháng 3. Video quay bằng camera ảnh nhiệt do IDF công bố cho thấy một chiếc ô tô trúng hỏa tiễn khi đang di chuyển và phát nổ bốc cháy dữ dội. Quân đội Israel thêm rằng Ali Naem là người có vai trò lập kế hoạch và triển khai các cuộc tập kích từ xa nhằm vào hậu phương của nước này. Lực lượng Hezbollah thông báo, bảy thành viên của nhóm bao gồm một người tên Naim đã thiệt mạng do trúng hỏa lực của quân đội Israel, song không đề cập địa điểm và thời điểm xảy ra sự việc. Hãng thông tấn quốc gia Liên bang NNA đưa tin, kẻ thù đã tiến hành cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào một chiếc ô tô ở miền nam đất nước, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Nguồn tin giấu tên từ quân đội Liên bang nói người này là quan chức Hezbollah. Giao tranh qua biên giới giữa Hezbollah và Israel diễn ra gần như mỗi ngày sau vụ tấn công của Hamas hồi đầu tháng 10, 2023. Hezbollah tuyên bố sẽ chỉ dừng tập kích Israel nếu có lệnh ngừng bắn tại giải Gaza số lượng các cuộc giao tranh gần đây gia tăng khiến Mỹ ngày 28 tháng 3 phải kêu gọi Israel và Hezbollah tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon cho biết vô cùng lo lắng trước các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng y tế của nước này sau khi một số nhân viên cứu hộ ở miền nam Lebanon thiệt mạng trong vụ tập kích được cho là do IDF thực hiện tuần này. Trong chuyến thị sát Bộ Tư lệnh phía Bắc của IDF ngày 29 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yav Galen tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào Hezbollah. Ông cũng khẳng định thủ lĩnh của nhóm Hassan Nasala là người khiến cho Hezbollah phải chịu nhiều thương vong. Hơn 320 tay súng của nhóm đã thiệt mạng. Chúng tôi sẽ bắt họ phải trả giá cho mỗi cuộc tấn công từ Liban, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh. Bên cạnh đó, thưa quý vị, một cuộc khủng kích dữ dội của Israel đã làm trung chuyển tỉnh Aleppo, Syria, giết chết ít nhất 36 binh sĩ Syria hôm thứ Sáu 29 tháng 3, tờ Defense Post đưa tin. Cơ quan giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, vốn có mạng lưới nguồn tin rộng khắp ở Syria, cho biết cuộc tấn công của Israel nhằm vào một khu vực gần các kho hỏa tiễn của lực lượng vũ trang Hezbollah của Liban. Ít nhất 36 binh sĩ Syria đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, cơ quan này cho biết. Họ cũng cho biết khu vực mục tiêu nằm gần sân bay quốc tế Aleppo. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana cho biết cuộc tấn công trước Bình Minh đã khiến nhiều dân thường cũng như quân nhân thiệt mạng và bị thương. Một nguồn tin quân sự Syria nói với Sana rằng, vào khoảng 1 giờ 45 phút sáng, Israel đã tiến hành một cuộc không kích từ hướng Atiria At phía đông nam Aleppo, đồng thời xác nhận thêm rằng thường dân và quân nhân đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công. Khi được phóng viên AFP liên lạc từ Jerusalem, quân đội Israel cho biết họ sẽ không bình luận về các thông tin trên các phương tiện truyền thông nước ngoài liên quan đến vụ việc. Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào các mục tiêu ở Syria kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu ở nước này vào năm 2011, khi Tel Aviv tìm cách cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Hezbollah tới Liên bang. Tần suất các cuộc tấn công này đã tăng lên kể từ khi cuộc chiến giữa Israel với Hamas ở Gaza bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Theo Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza, chiến dịch quân sự của Israel trong khu vực đã giết chết ít nhất 32.552 người ở Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Israel đã đấu hỏa lực xuyên biên giới gần như hàng ngày với đồng minh của Hamas là Hezbollah kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn trong khu vực. Theo một thống kê của AFP, ít nhất 346 người đã thiệt mạng ở Liban, chủ yếu là các chiến binh Hezbollah, nhưng cũng bao gồm ít nhất 68 thường dân vì xung đột giữa Israel và Hezbollah trong 6 tháng qua. Bạo lực leo thang cũng khiến hàng chục ngàn người ở miền Nam Liban và miền Bắc Israel phải di dời. Mặc dù Hezbollah được Iran hậu thuẫn, nhưng nhóm này đã cử các chiến binh tới Syria để hỗ trợ đồng minh của họ là chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011 ở Syria. Các chiến binh Hezbollah đã tiếp tục hoạt động ở nước này kể từ đó. Trước đó, thứ Năm ngày 28 tháng 3, hai người đã bị thương trong một cuộc không kích vào một tòa nhà dân cư ở ngoại ô Damascus, truyền thông nhà nước Syria đã đổ lỗi cho Israel. Khu vực bị nhắm tới trong cuộc tấn công cũng được cho là thành trì của các nhóm vũ trang thân Iran, bao gồm cả Hezbollah. Chuyển sang diễn biến liên quan đến vụ xả súng ở Moscow cách đây vài ngày, thưa quý vị. Tajikistan được cho đã bắt giữ 9 người bị nghi có liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở Nga, khiến 144 người thiệt mạng, theo Reuters. Một nguồn tin an ninh Tajikistan nói với hãng tin Ein Reuters rằng Ủy ban an ninh quốc gia nước này được cho đã bắt giữ chín người mà họ nghi rằng có liên quan đến các nghi phạm xả súng tại nhà hát nga tuần trước cũng như tổ chức khủng bố ISK. Nguồn tin cho biết tất cả chín người dường như bị bắt giữ ngày 25 tháng 3 tại thành phố Varkaz và đã được đưa đến thủ đô Dushanbe. Trong khi đó, tại Nga, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murasko thông báo số người chết trong vụ tấn công khủng bố tuần trước tại nhà hát Crozet City, Moscow đã tăng lên 144 người sau khi có thêm một nạn nhân qua đời vì chấn thương. Tính đến ngày 29 tháng 3, các quan chức y tế đã cho biết 63 người sống sót đang được điều trị, một trong số đó vẫn trong tình trạng nguy kịch có 98 người khác đã được xuất viện. Một nhóm tay súng đã xông vào nhà Cross City vào tối 22 tháng 3, ngay trước buổi hòa nhạc của ban nhạc Rod Picnic diễn ra, rồi xả súng tàn bạo vào đám đông. Izhikov đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Nga không tin rằng IS có đủ khả năng thực hiện vụ việc. Nga nghi ngờ Ukraine đứng sau vụ tấn công, cáo buộc mà cả Kyiv và các đồng minh phương Tây của Ukraine nhiều lần bác bỏ. Nga đã bắt giữ tổng cộng 11 nghi phạm, trong đó có 4 nghi phạm được cho là trực tiếp tham gia tấn công và đều mang quốc tịch Tajikistan. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Saigon Post để cập nhật tin tức. Quý vị cũng nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh quý vị nhé. Molly Phan xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.